trích đoạn vở Thái tử Tất Đạt Đa. Xin quý vị cùng hướng mắt về sân khấu xem phần trình diễn rất đặc biệt của đôi nghệ sĩ Thanh Tâm và Lưu Thanh Thủy cùng với tiếng đàn của nhạc sĩ Minh Quang. Yeah.
chưa? Đạt, không có lỗi gì với con cả. Chúng ta mới là người có lỗi. Nửa đêm tỉnh trốn khỏi hoàng cung, tìm chân lý để cứu đời quá khổ anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về chuyến đi của thái tử hoàng vừa thiên chân. Vâng, ta thành công qua cùng thượng hoàng. Bây giờ ngài nhờ chống đưa nghị, ta đi về xin. Dạ, thiên thần xin lỗi. Nếu như bây giờ ta tông qua cùng phụ hoàng thì cách gì ngài chỉ cho ta ra đi tầm nào thôi thì phụ dân ơi, một lại này có kẻ sinh từ biệt, xin ca tha thứ lỗi cho con vì tâm nguyện mà con kẻ đành xa cha. Dạ vua ơi, chúng ngài hiểu cho ta, kể từ đấy ta sẽ ra đi tầm nào. La hồn la, con đừng nên chua xót vì tình chủ cha giá lại tình riêng. Hỡi nhân loại, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các ngươi mà ta đành bỏ tuổi quên tên, bỏ đôi máu, bỏ những ngày dài đêm ngọc. Hỡi vũ hoàng, hỡi hiền thế, hỡi la hồn la, là những người yêu quý nhất của ta, chứ để gánh chịu sự chia ly này cho đến khi nào đất đàn đó tìm ra được anh đạo già cao diệu. Xin dạ biệt. Thái tử, thái tử xin đất đàn, thái tử, trời, trời đi rồi. Dạ, thân tâm. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc.